Nên làm gì để tránh viêm tụy cấp tái phát? Bạn đọc đặt câu hỏi. Em bị viêm tụy cấp tái phát lần 2, lần 1 cách đây 10 tháng, nguyên nhân do nang ống mật chủ và em đã phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Vậy làm sao để chữa dứt điểm viêm tụy? Mong bác sĩ giúp đỡ, chân thành cảm ơn. Bạn thân mến, về câu hỏi của bạn được bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thị Lan Hương tư vấn như sau. Chào bạn, các yếu tố nguy cơ gây viêm tụy cấp bao gồm sỏi mật, rượu, dùng một số loại thuốc, bệnh mỡ máu, nồng độ canxi máu cao, có thể do tuyến cộng giáp hoạt động quá mức, bệnh ung thư tuyến tụy, phẫu thuật bụng, bệnh sơ nang, tổn thương vùng bụng, béo phì, đái tháo đường, tiền sử gia đình có người mắc bệnh viêm tụy, nội soi mật tụy ngược dòng, một thủ thuật được sử dụng để điều trị sỏi mật cũng có thể dẫn đến viêm tụy, dị tật bẩm sinh, rối loạn di truyền, tăng canxi huyết, nhiễm ký sinh trùng, bệnh thận, độc tố, viêm mạch, viêm tụy tự miễn, nhiễm virus. Đôi khi viêm tụy không rõ nguyên nhân được gọi là viêm tụy vô can. Bạn đã bị viêm tụy cấp 2 lần thì cần chú ý những điều sau để tránh viêm tụy cấp tái phát. Nên tái khám và sử dụng thuốc theo hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm, ngừng uống rượu, nhất là những trường hợp đã từng bị hoặc là có biểu hiện nguy cơ của viêm tụy cấp, ngừng hút thuốc, chọn chế độ ăn ít chất béo, chọn chế độ ăn uống nhiều trái cây tươi và rau quả, ngũ cốc, protein nạc và hạn chế chất béo, uống nhiều nước hơn, vitamin và khoáng chất bổ sung. Cần tẩy giun định kỳ 4 đến 6 tháng một lần, tập thể dục định kỳ đều đặn để duy trì cân nặng chuẩn. Nếu đã duy trì thói quen sinh hoạt như trên mà viêm tụy cấp vẫn tái phát mà lại không có nguyên nhân rõ ràng như sỏi mật, do rượu, do tăng triglycerides máu thì phải cần cân nhắc tìm những nguyên nhân khác ít gặp hơn như viêm tụy tự miễn, viêm tụy di truyền, và bạn cần phải theo dõi với chuyên gia tiêu hóa chuyên về bệnh lý tụy sẽ giúp được bạn nhé. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.